ានេះផ្លូវទៅទឹកឈូផ្លូវទៅទឹកឈូកន្លែងយើងគេងស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេហៅថាទឹកឈូ homestay បាទជាគេហៅម្ចាស់តែមួយដូចរៀម homestay អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅដេកយប់ហ្នឹងនៅទឹកឈូនេះផ្លូវទៅទឹកឈូផ្លូវទៅដងទេឧស្សាហ៍ដងព្រែកតាដាថាបែបហើយយើងពេញហ្នឹងអានេះគឺបានចំការយើងសុខសុនមកតែមានការខ្លះពីចាពីទៅឆាតនេះក៏ថាអឺខាក់សាច់លឿងសាច់លឿងហើយសាច់លឿងហ្នឹងបានហ្មង10000នេះបើយកទៅ20000ប៉ុន្តែបាទ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 អានឹងត្រេនវាបើតែអញ្ចឹងយើងដឹងថាត្រេនធម្មជាតិទេវាផ្លែតាមខែតាមខាងវាអញ្ចឹងណាតែក៏បានណាស់ទុំខាងសាច់គេសាច់ទឹកដោះគោបោកបោកដល់សាច់ទឹកដោះគោថាគេចង់ឲ្យធាត់ឲ្យគេគោចុះមកគោលើបានគោនឹងមើលថាណោះនេះសបក្រាស់ទៅតាមផងគាត់ជិះជិះគ្នាខ្លួនគាត់តែយើងយកបងកាប់ណាកាប់ចង់ទៅបែបមិនមកយកអស់ហិលលុយយ៉ាងនេះចង់ទៅใครๆได้มันอ่อนโกรธนะจองอ๋อให้เองสบายนึกอ๋อให้ใครมาตัดเชียงเปียตัดไอ้เนี่ยสบายจังแก1ๆนะจองตัดอ๋อตัดอ๋อจองเอาคนโซลาเลยไม่ได้มาใส่กระเทียมเด้ไม่บางโอนហើយនឹងត្រេនមួយទៀតគឺត្រេនទឹកដោះគោអញ្ចឹងថាតាចាំមើលថ្ងៃនេះត្រេនពីរប្រភេទមួយនេះមានឲ្យជារសយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកញ៉ាំអត់អស់គ្នាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងតិចតិចយើងនឹងធ្វើវីដេអូមកបែងឌូរ៉េន style បាទយើងធ្វើជាលក្ខណៈហូបជុំគ្នាអ្នកបងប្អូនមើលត្រេនគាត់លក់គឺល្អល្អណាស់គឺខែត្រេនអានេះគឺផ្លូវទៅទឹកឈូហើយដូចគាត់និយាយហ្នឹងគឺមានពីរនេះហៅខែនឹងតរេនរបស់គោថ្ងៃអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាមួយណាឆាញ់ជាមួយណាឬក៏រសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមទស្សនាវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាបាទ Let's go អូខេឥឡូវមានសមាជិកច្រើនដែលមកជួយនឹងចង់ឲ្យចង់និយាយថាឲ្យតម្លៃមើលថារសជាតិយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមមុនគេខ្ញុំមកដែរសើមកអានេះគឺគេហៅថាតរេនអឺខាក់ច
chẳng thà ta miên ao chì ruột dạng ná chẳng mà ta đàn tiền ọc nhì mà bông chai mà bông chai mà bông chai bông ấy chôm ạ thì nhóm xa trong người ta chè trẻ môi ní quát bà em là biết thăm mẹ bà em mốt đi bà em creamy bị ông lấy dưỡng cái hào thà bà em creamy thế hay smooth tiệt ọc miên ịt nè nhóm ọc sơ cho chất ịt mà nè chẳng trẻ ní nè đã trôi chất bà bà lên bà em creamy hay nàng suối suối cứ recommended very good hay tớ khóp nó khẳng không có ọc thông đài cứ cái hai thà mà bà bà thế bà tái sạch là ọc thế là ơ mà sẵn bà đọc cô đọc mì bánh chẳng nè đọc cô bà nè nè ôm nắng muối mới muối chưa được tren tren nè quả bay mỏng á tham ấy nè sạch sủi nè sủi đây nè sạch sủi giờ chiếc bạc cô mỏng trong cái thái che tren dương mà hộp sọc dương á cứ tham dương hộp á mạch hết lần này trong cái thái bữa than nơm rạch với nhá nhắm con nắng muối nắng nhắm thật là ớt lấy ra bằng nhầm nhầm mà là mà bỏ bên nhầm cái bởi đi bởi đi mì chiếng nhá mòn có quạt tui chứ đó mì quạt lắm à anh ấy ớt quạt tui chứ đó ồ anh ấy quạt chiếng tui chiếng mình hao cầm phe bì đi đây là nấy cứ sạch mì chiếng sạch tròn chiếng hay nằm quạt tui chiếng quạt tui chứ hết tới chú hốt chú chiếng chả đi yếu quạt mì chiếng tích bần tay mơ sạch cả hẳn cái điên mòn cái em giả vào nhóm chọn recommend muối mà nhóm thật xa sọc thamai với tết của nhóm tâm mọc phim ở tết Bali nhóm xa tụi đánh Bali hay nằm cả đẹp hạt cả đẹp là việc thay những so liêu hay là quyền tiền mà tay nhóm đang thay kê học bay nghi kê tụi đánh sọc kê cư bà bà nằm bánh tám tụi thay hướng thay tụi đánh sọc thamai dân tập bốt tập chú thư là bay sang phi đắp vì nhóm nó tụt tụt chẳng bắp ôn đã bao sọc máy còn thấy coi đỏ mốc cặp bốt tập chú đam phơi tên tập chú rén những ngành bà chân tờ đến mơ còn là dương mơ to nó cứ đăng đăng khăn này bà hay sao mà hay thông tên ấy riêng khoang bằng tích hay mùi tích min rôi bằng tích bà chân dương bị tay những như thế nó cứ đánh rôi bà chân này lấy những bọn hai bọn phòng này mơ vì cái hai po vì á nè po lương ní à nè cái hai thai cái áo khạ nè po lương ní à xiên so so ní thằng cái hai sạch từ đọt cô hay rồi chuyện đấy cứ từ từ đọt cô mà cứ chưng ngang mà bà cứ creamy đâu bây giờ chẳng sạch cái hai từ đọt cô nó cứ ăn sơ min crop tê ăn sơ min crop tê chanh bọc ôi mưa tay pram luôn kìa ốc tô mà biết biết là chăng là lấy dương mấy nhá ông khóa vậy ông khăn một khóa vậy chăng là lấy dương máu sa đọc cô lòng thật tá đọc cô đôi chung tay bà chăng số máu dương là ốc nên nó không lẽ muôn lẽ muối á chọn đơn tham muối na hiện chăng chiêng hai trăm hai mươi đây tầng ốc nè tôi đẹp nhóm đọc cô chăng chiêng nhóm là sao đi ai mà này ốc sơn ai chúng ta nhóm mấy trên pin cứ trên cứ trên hai mươi phần này cứ trên luôn จะพูดย้ำดึกนี้ได้จังไงท่าแต่ปีนี้มาท่าอาหารอาเซียแอมใช้ติฟรันไอ้หมอนแกจะคอกนี้ใช้หมาเนี่ยยังคือใช้งบใช้เงินเนี่ยอย่างใช้แบบเนี่ยเดี๋ยวถ้าปีนี้เขาไม่จะน่าจะเด่นไฮเย่ดอนเจ๊ไฮเย่ดอนเลยอ่ะติดกันไอ้เจ้าไฮนุ่มจังแถบเป็นใบได้บางคนchẳng đầm lại tại ở khác đấy cứ mua cả lốp cùng muối mơn hay năng à bắp cố cùng muối mơn thèm đấy cứ sạch sót á dương cứ quạt lăng tà quạt cơ tranh ma của dân chị ăn là có quạt đâu ở dương này hai chung cát nó sọc máy miếng lại mua tay quạt luôn tại hiện chay chay á chẳng về bong bong tư tại trong tha hộp pleem pleem chẳng đẹp đẹp luôn hai nhóm trong hộp ở lỡ bỏ ở lỡ hộp ở lỡ chẳng quạt nâng hở hạt tại hộp và lại ao của chúng cá trên khác quạt đập bay buồn ngay tung 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 ảnh chẳng á nhưng mình tư mà cả lãnh không chàng không chàng chẳng mà tê cứ chạy đừng ngò chẳng hai hai bộ nhóm dồ quạt mà là dân dô mà pin sẽ đẹp hôn chẳng á
ចឹងអានឹងគឺជាបបពិសោធន៍ផងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ហូបភ្លាមភ្លាមកុំភ្លេចប្រាក់អ្នកលក់អញ្ចឹងគាត់នឹងរកអាល្អល្អហើយនឹងហូបភ្លាមភ្លាមឲ្យពួកយើងសម្មមកកាមេរ៉ាមែនមកអស់ហួយហើយអញ្ចឹងគាត់អ្នកគេចេញលុយគាត់ចាំមកក្រោយគេមែនអូមិនសាច់គេណាសាច់គេល្អណាស់អញ្ចឹងគេដល់កោវេណាអត់នេះដល់កោកោដល់កោដល់កោអត់មានក្រមមាននេះអត់មានក្រមអញ្ចឹងតោះហូបបន្តទៀតអូចង់និយាយថានៅស្រុកយើងគឺអានេះមួយហើយប្រហែលជាអាតុយឯងមួយចេះគីឡូ35រៀលមួយនឹងវិញញ៉ាំដល់ហាប់កិនហើយវាអស់ជាតិអស់អស់អស់អស់ហើយអ្ហ៎ទឹកលុយតែមកគាត់និយាយទៅមកគាត់អស់ទឹកលុយអញ្ចឹងមិនយើងញ៉ាំតាមក្រោយមកគ្រាប់គេទូយូហែមសាច់គេណា so creamy the texture is very nice it's really nice yeah look at that texture the seed is very small and the taste is very good okay អាចអាចឆ្នោតមកមកចាបាក់ហើយណាអានឹងហើយហើយបើមានណាអូយអានឹងហូបឆ្នោតឆ្នោតឆ្នោតមែនចាំហូបស្បាយនេះអូខេដល់កោដល់កោមកអត់ដល់តែអោខឆាញ់ជាងដោះកូនឥឡូវបងបងអ្នកលោកថាមួយណាឆាញ់ជាងតាមចំណងចំណោចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តដោះកូនតែចង់និយាយថាដូចថាភៀវដែរគេចូលចិត្តលក់ដាច់មួយអាមួយណាច្រើនជាងគេបងពេលចេញអោខលក់ដាច់អើចាពេលចេញមួយថងខ្ញុំមិនចូលហងចង់គេតាមខ្ញុំចូលចិត្តមួយថងដូចខ្ញុំលោកចឹងត្រេនពីនឹងនៅតែត្រេនទេវាអត់ទៅណាទេតែបើតាមចង់ថារបស់កូនវាសាច់វាគេហៅវាច្រើនជាងគេជាងតែបើឲ្យអាយយកទឹកចាញ់របស់ចាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានមួយនេះអូមកឈាមមួយយើងឈាមបានគ្រប់កន្លែងឈាមបានគ្រប់ហើយយើងដៃមកហើយបាត់ចាំមកហើយយើងឈាមបងអូនអើយមកត្រែនហ្នឹងតែឈាមកំង3 10ទៀតអូឆ្ងាញ់មែនចាំមើលឡើងឡើងទៅត្រែនចាំមើលឡើងធំណាមើលឡើងឡើងធំត្រែនណាលើអត់ធ្វើមិនធ្វើអីហ្នឹងខាងទុកខាងទុកស្ដាយចៃនេះណាស់ទៅតែចង់និយាយថាត្រេនគឺឆ្ងាញ់មែនបាទអត់មានសັບសាមានអីទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជានិយាយជាការពិតចឹងណាក៏ប៉ុន្តែរសជាតិហើយនឹង texture ហើយនឹងគុណភាពអីហ្នឹងគឺល្អរបស់គេហ្មងបាទខ្លាញ់គាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ចាំតិចទេចាំខ្ញុំទៅសម្ភារគាត់ម្ដងចាំសុំលេខទូរស័ព្ទសັບសាបងប្អូនមកទៅទៅទឹកឈូបាទខបានញ៉ាបានគ្រប់ខែគ្រប់កន្លែងគ្រប់ hotelសំលេងទូរស័ព្ទមួយ089 21 38 48 088 94 50 898ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបើមានបងប្អូនណាមកលេងខាងទឹកឈូនេះផ្លូវនេះណាផ្លូវហ្នឹងគឺយឺមកពីកពតអញ្ចឹងហើយយើងទៅលេងទឹកឈូអញ្ចឹងខាងគាត់ហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងតែបើសិនជាយើងចេញពីទឹកឈូទៅនៅខាងស្ដាំដៃបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនមកលេងទឹកឈូអាចទំនាក់ទំនងគាត់បានបើសិនជាមកចំខែល្អគាត់មានកាហៅចំការតរ៉េនយើងអាចឈិះទៅកន្លែងចំការគាត់បានអញ្ចឹងណាយើងទៅថតតរ៉េននៅលើដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនេះវារៀងកាហៅផុតរដូវវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅខាងចំការនេះគឺមានដើមទេអត់មានតរ៉េនអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចត់ទៅបាទខ្ញុំឃើញគាត់តរ៉េនល្អអញ្ចឹងទៅបានស្តុកកន្លែងហ្នឹង
គឺហូបទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើជាលក្ខណៈមឹកបែងម្ដង1 3គីឡូ1 8គីឡូ3គីឡូអាធំហ្នឹងមិនថាបងស្រីខ្ញុំកាន់ស្អី8គីឡូម៉ែយកត្រែនំរបស់ហ្នឹងយកចាក់បោះមកមើលមិញខ្ញុំបានអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់វាមកពីកពតបងប្អូនឃើញផ្លាកដងទេហ្នឹងណាបកមកក្រោយប្រហែលជា50ម៉ែត្រទេហ្នឹងគឺកន្លែងគាត់លូនហ្នឹងគឺនៅខាងឆ្វេងដៃបើសិនជាបងប្អូនមកពីទឹកឈូវិញមកពីទឹកឈូវិញណាកន្លែងគាត់ហ្នឹងនៅខាងស្ដាំដៃវិញណាហ្នឹងហើយបានអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក៏ចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកលេងទឹកឈូមកហូបតារ៉េនបាទតារ៉េនទឹកឈូតារ៉េនអុកខាហើយនឹងតារ៉េនទឹកដោះគោរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យមកបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណជំរាបលា